Thì hiện tại chú có uống thuốc đầy đủ không ạ? Không, chú uống thuốc thì thuốc đột quỵ thì nó có loại thuốc đó thôi. Dạ. Là thuốc đó là bác sĩ đến nhà khám cho mình? Không có, không có ai khám hết, người ta đồ mình mua uống. À, là chú tự tìm hiểu thông tin và tự mua. Nhưng mà chú uống cái thuốc thuốc đó nhiều lắm chứ mà đâu có uống không. Nhưng mà có thuốc thì chú cũng phải uống để mình mới khỏe được chứ. Chú thấy uống hoài nó không hết, chú chán nản. Bình thường chú ở đây thì có ai qua hỏi thăm chú không? Có chứ. Dạ. Thì ngoài cái anh mà ở Bình Dương á thì... Đó là cháu gái. Cháu ở đây ạ? À? Cháu ở Sài Gòn luôn hả chú? Nó Bình Dương. À, cũng Bình Dương. Nó sáng nào cũng xuống này nấu nướng xong đi về. À, là chỉ có mỗi cô cháu đó thôi. Thì ngoài cô cháu ra còn có hàng xóm hay là ai, bạn bè, chú có bạn bè nào ở đây không? Ôi, bạn vô tình, bạn gì? Dạ. Yeah. Có tiền thì bu nhau bạn bè rồi hết tiền rồi né xa hết. Ừ. Đời nó vậy thôi. Chú mong muốn chú khỏe mạnh để nuôi nó thôi. Dạ. Coi như là bây giờ chú giữ không có mong muốn gì hết, rồi cha con mạnh khỏe để con chú chạy xe lại thôi. Dạ. Yeah. Chứ chú không có mong muốn gì hết. Dạ. Văn Anh xin chào quý vị khán giả của Nghệ Sĩ Du Ký. Hôm nay Văn Anh và ekip đang có mặt tại một con hẻm nhỏ trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Và nhân vật ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp đó là một gia đình đang có hoàn cảnh rất khó khăn. Gia đình chỉ có 2-3 con thôi. Nhưng người ba đã rất lớn tuổi rồi và khả năng lao động không còn nhiều nữa. Nhưng lại phải gồng gánh nuôi một người con suốt 19 năm trời vì bệnh bại não. Vậy hoàn cảnh thực tại của chú thế nào thì chúng ta hãy cùng gặp chú để nghe những lời tâm sự của chú cũng như nguyện vọng của chú trong tương lai như thế nào nhé. Chào chú ạ. Chào anh. Con là Văn Anh ạ. À, con bên chương trình Nghệ Sĩ Du Ký bên HTV7 ạ. Chú ơi, chú cho con hỏi dạo này sức khỏe của chú thế nào ạ? Chú này chú yếu lắm không? Dạ. Năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi ạ? 65 tuổi. 65 tuổi. Dạ, anh năm nay là bao nhiêu tuổi? 36 tuổi. 36 tuổi. Dạ, sức khỏe của anh dạo này thế nào? Nói vậy là cứ ngồi ăn rồi ăn xong rồi coi TV, nằm coi TV. Dạ. Cho con hỏi một xíu là anh bị bệnh là do bẩm sinh hay là có cái biến cố hay cái tai nạn nào không hả chú? Thời đó, thời đẻ năm 87, thời bao cấp á, đâu có bác sĩ đâu. Dạ. Thực tập nó nhiều, rồi thấy cái đầu lòi ra, cái đeo lấy máy để nó hút ra luôn. Là nó bị não. À, là anh đang bị ảnh hưởng vào não. À, nó là não bại liệt á. Dạ, là cũng bị từ nhỏ đến giờ luôn. Từ đẻ ra tới giờ luôn. Dạ. Cái công việc hiện tại của chú bây giờ là làm gì chú? Chạy xe ôm mà giờ nó bị tai biến á. Dạ. Cho nên tai chân tê hết, chạy không được. Thế bây giờ chú nghỉ thì khi chú lấy cái nguồn thu nhập ở đâu để mình có thể sống? Đúng hơn thì đợt rồi có ai lên mạng, lên ghét gì đó. Dạ. Người ta coi được, người ta kinh tế ủng hộ. Thì chú đang bị tai biến nhưng mà chú đang có cái liệu trình nào để mình luyện tập hay là thuốc than làm sao để mình phục? Không, chú tự trị liệu ở nhà luôn. Thế bây giờ bệnh có tiến triển tốt hơn không hả chú? Nó còn tê tê. Tức là chú đang tạm thời nghỉ chạy xe. Chú nghỉ được bao lâu rồi? Với lại chú bị bệnh tiểu đường, mắt nó hơi mờ. Dạ. Không thấy không rõ, không được mấy rõ, nên không dám chạy. Dạ đúng rồi, mắt mờ thì mình chạy cũng không an toàn. Khi nào thì mình có thể chạy lại xe được ạ? Chắc chạy không được coi. Bây giờ chú không chạy được xe, chú ở nhà chăm anh. Thì bây giờ thật sự là cái nguồn kinh tế của mình chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Thì như chú ở đây là chú thuê trọ bao nhiêu tiền một tháng hả chú? 2.3 2.3 một tháng. Trong thời gian chú không chạy được xe á, thì cái chi phí ở đâu ra để chú trả? Chi phí lãnh tiền là đóng tiền nhà. À, lãnh tiền ấy, tiền ở đâu? Nó lãnh gần triệu bạc trên phường. À, là bên phường có hỗ trợ cho mình ạ? Đó là trách nhiệm nó phát cho hỗ trợ. À, dạ. Ngoài cái khoản thu đó, khoản thu nhập đó ra thì chú còn khoản thu nhập nào khác không? Không, chú chỉ có là nhờ cũng như là
Mạnh Thường Quân giúp đỡ lại cho gạo, cho mì gói, cho tiền rồi sao sống qua ngày thôi. Dạ. Thế bình thường hàng ngày ăn uống thì chú nấu ạ? Mua miếng thịt với miếng đỏ gì nấu nồi canh cho nó ăn thôi. Dạ. Còn chú ăn thì cũng được rồi. Cái ngôn ngữ của anh có giao tiếp được nhiều không hả chú? Đâu có nói được đâu. Chỉ nghe không thôi chứ. Là anh nghe anh vẫn hiểu đúng không ạ? Cho con hỏi một chút là ngày xưa là vợ chú là con được biết là cũng mất lâu rồi. Thì khi lúc mất thì là vợ chú là mất vì bệnh hay là bệnh. Dạ. Là bao nhiêu năm rồi hả chú? 19 năm rồi. 19 năm. 19 năm là lúc đó là anh cũng còn nhỏ. Chắc khi mẹ của anh mất chắc anh cũng không có biết đâu hả chú ạ? Nó đâu biết đâu. Thế là quê chú ở đâu ạ? Campuchia. Campuchia. Ờ, thế chú qua Việt Nam lâu chưa ạ? Chạy giặc về năm 70 tới giờ. Ờ, năm 70 tới giờ xong rồi chú lấy vợ ở đây. Và sinh anh ở đây. Thế ngoài chú và anh ra thì chú có anh chị em họ hàng gì ở đây không ạ? Có cháu. Cháu ạ? Cháu ở đâu hả chú? Bình Dương. Cháu làm công việc gì hả chú? Nó không, nó phụ việc nhà. Sáng nào xuống đây nó nấu canh, nấu nước sốc. Thế là sáng anh xuống đây nấu đồ ăn cho chú. Xong rồi anh lại về. Chẳng hạn như có hôm nào đó mà anh mà không về đây nấu đồ ăn được cho chú thì nhờ mấy người trong phòng mua. Làng xóm ở đây họ không giúp mình được điều đó. 30 ngàn. À là họ sẽ lấy cái phí của mình 30 ngàn. Không có mình á, đi chợ có 30 ngàn. À mình đi chợ 30 ngàn. Thế hàng ngày mình ăn uống như thế có đủ đồ ăn không hả chú? Đủ đó. Như gạo này, như đồ ăn này nọ này. Gạo thì cũng có, mình có anh lại lấy cho rồi. À dạ. Cho nhiều lắm chứ mà chú cho là mấy người khổ quá. À. Cho là người ta. Con nghe thấy thế con cũng thấy ấm lòng vì chú đang hoàn cảnh khó khăn. Chú nhận được những cái tình cảm người khác mà chú lại san sẻ cái tình cảm đó những người khó khăn hơn nữa thì con nghĩ rằng đó là cái điều thật sự rất là tuyệt vời rồi. Con cũng tin rằng là sẽ có những người khác đến giúp đỡ chú nữa. Con nghĩ rằng ông trời không lấy đi của ai tất cả cái gì đâu chú. Con tin rằng ông trời sẽ cho chú khỏe lại này. Chú có sức khỏe này. Và sức khỏe là quan trọng nhất đối với chú hiện tại. Thì vì có sức khỏe của chú này, chú vừa làm được việc mà chú sẽ kiếm được tiền mà lo cho anh. Thì hiện tại chú có uống thuốc đầy đủ không ạ? Không, chú uống thuốc thì thuốc đột quỵ thì nó có loại thuốc đó thôi. Dạ. Là thuốc đó là bác sĩ đến nhà khám cho mình? Không có, không có ai khám hết, người ta đồ mình mua uống. À là chú tự tìm hiểu thông tin mà tự mua. Nhưng mà chú uống cái thuốc đó. Nhiều lắm chứ mà đâu có uống đâu. Nhưng mà có thuốc thì chú cũng phải uống để mình mới khỏe được chứ. Chú thấy uống hoài nó không hết, chú chán nản. Nhưng mà quan trọng là mình phải mua đúng thuốc nữa. Con nghĩ là sau chương trình này chắc chắn sẽ có những người biết đến bệnh tình của chú á, sẽ cho chú những cái phương án điều trị nó tốt hơn. Con nghĩ là phải đúng thuốc nữa. Và quan trọng nhất là con biết là khi mình bị đột quỵ là cái tay chân của mình hoạt động rất là khó. Nên là chú tê có, chú có bây nhà, giờ nó tê nè. Đúng rồi, chú ở nhà có tập không? Tập hoài nó cũng vậy, chán quá, kệ khỏi tập luôn, tới đâu tới. Không, con nghĩ chú phải tập và cố gắng tập ạ. Bây giờ những cái vì cái bệnh đột quỵ là rất là cái thời gian dài ấy, mình trường kỳ lắm. Mình phải luyện hàng ngày, thậm chí hàng giờ á. Cho nên là bây giờ á, ngoài chú giữ sức khỏe ai cũng chỉ bóp tay, bóp ra, bóp vô, bóp hoài, bóp mấy tháng trời cũng vậy thôi, khỏi bóp luôn đi. Nhưng mà mình phải vận động á chú. Thì vận động thì nó quấy vận động rồi mà nhưng có cái là mình chán nản ngồi bóp hoài. Mình đừng có chán nản. Mình bây giờ chú phải nói thiệt á, giờ chú muốn thế thiệt á. Sống cũng chẳng làm được cái gì. Thế bây giờ chú mà nghĩ như vậy thì anh thì sao? Mình còn anh mà. Bởi trong trời đâu cho chết đâu. Bởi vì chú còn anh. Anh là cái lý do để chú sống và có sức khỏe để chăm lo cho anh. Bởi vì con tin rằng chú sẽ kiên trì được. Bởi vì chú qua đã bao nhiêu năm trời rồi, chú sống và chú chăm lo cho anh được đến giờ điểm này. Cái việc mà chú bị bệnh con nghĩ chỉ một cái biến cố nhỏ thôi. Và ai trong đời cũng sẽ có những cái lúc như thế này, lúc khỏe, lúc mệt, lúc bệnh. Nhưng mà quan trọng là mình vượt qua nó và mình có động lực. Và con nghĩ động lực của chú là anh. Dù anh thế nào nữa thì anh vẫn là con của chú. Mà chú cũng đã nuôi anh bao nhiêu lâu nay rồi.
và anh cũng đã lớn lên, anh vẫn lớn lên, anh vẫn trưởng thành. Mặc dù anh có hạn chế phần nào đó nhưng mà anh vẫn là cái niềm tinh thần của chú để cho chú sống đến bây giờ. Thì chú không có cái lý do gì để mà mình có thể ngừng lại ở đây được. Con nghĩ chú sẽ vượt qua thôi nhé. Con chỉ biết chúc chú là mạnh mẽ vượt qua. Thì con cũng đến đây cũng không có gì khác nữa là ngoài việc hỏi thăm và động viên tinh thần cho chú. Và cái tinh thần mình quan trọng lắm. Mình có tinh thần được thì mình làm được mọi chuyện này chú. Cho nên là mình đừng nghĩ là mình phải có tinh thần mà tinh thần mình suy yếu rồi, cho nên cũng vãi. Dạ, con cũng hiểu. Vì con á, người ba của con á, bây giờ cũng cỡ trạc tuổi chú, là cũng sáu mấy tuổi á, cũng sinh năm 57. Thì cũng đã trải qua nhiều tai nạn lắm. Đợt đó ba con cũng nằm liệt giường luôn, mà bà nội con bảo là bây giờ nó nằm liệt giường cũng được, nhưng miễn sao cho nó sống để tao thấy nó nằm trên giường đó thôi. Đó là ba con và cái tâm tư của bà nội con nói cho ba con như thế. Cái đợt đó con còn nhỏ, con không biết, con lúc đó mới có 2-3 tuổi à, thì con nghe bà nội kể lại thôi. Thì sau này lớn lên thấy cái vết lõm của ba con ở trên trán thì mới thấy và nghe câu chuyện kể lại như thế. Thì ba con phải vượt qua cái giai đoạn cực kỳ khủng khiếp, phải gần chục năm luyện tập thì mới lên lại thang bằng, nhưng mà sau đó lại bị rơi trên lầu số 2 lần nữa. Dạ, cái số con người không nói trước được ạ, nhưng mà cái mệnh ấy, ông trời không bắt mình đi là mình được ở lại. Và quan trọng nhất là cái bản lĩnh của mình, là cái sức mạnh của mình tiếp tục cái nghị lực mà cái sức mạnh của ông trời đưa cho mình, thì con nghĩ sẽ vượt qua được. Và bây giờ ba con ấy, là cũng rất là khỏe mạnh, cũng trộm vía cũng rất là may mắn, khỏe mạnh mà cũng sống một cuộc sống gọi là bình thường, nhẹ nhàng thôi. Tuy là cái hoàn cảnh không quan trọng, cái sức khỏe là đi tới đi lui rồi nó mà khỏe mạnh lắm. Mà thì ý con nói đây là cái nghị lực, còn vấn đề mà coi như là khỏe mà khỏe nằm chỗ nó cũng như không. Dạ, thì khi con nói cái sự quý giá của cái mạng sống của mình chú, thì bây giờ chú còn có anh nữa, chú vẫn còn có động lực. Đây là cái động lực mạnh nhất của chú, cho nên là chú, con mong chú là đừng có suy nghĩ tiêu cực, bởi vì có gì đi nữa thì mình vẫn phải sống. Vì mình có cuộc sống rồi, nó rất là quý giá rồi chú. Nên mình sống sao thì bây giờ hoàn cảnh cuộc đời của mình như thế nào thì mình sống và mình khắc phục nó. Đặc biệt có anh thì chú cứ chăm lo cho anh cho tốt. Mà chú chăm lo anh được thì chú phải có sức khỏe. Nên con cũng mong rằng con thì không có giỏi nói chuyện nhiều đâu, nhưng mà con có khi con nhìn chú thì con nhớ đến ba con, thì con có cái hình tượng đó. Nên con có nói tâm sự với chú một chút, thì cũng mong rằng một chút lời tâm sự của con ấy, thì có thể khích lệ một phần nào đó cái tinh thần của chú. Thì mong rằng chú cũng sẽ mạnh mẽ lên, vượt qua cái giai đoạn này. Bệnh tật rồi thì mình cũng sẽ qua hết, mình sẽ lại đi làm bình thường, lại có tiền để chăm lo cho anh. Giờ chú yếu rồi, chú chạy xe được là chú được rồi. Dạ, thì đó, thì phải có quá trình. Thì cũng mong rằng là chú sẽ vượt qua thôi, mà chắc chắn chú sẽ vượt qua, con tin điều đó. Rồi con nhìn chú mạnh mẽ lắm. Chứ mắt thì mờ đủ thấy đường. Dạ, thì con chú cứ chạy trong khả năng, ví dụ như mắt chú mà không nhìn thấy rõ thì chạy ban ngày thôi, ban buổi sáng sớm chú chạy, hoặc chiều chạy khi nào mà nhá nhem tối mà mình cảm thấy không nhìn thấy, không an toàn nữa thì mình nghỉ ở nhà, được nhiều hay ít gì thì cũng được. Nhưng quan trọng nhất là nếu mà chú chạy được lại xe ấy, khi mà chú có sức khỏe chú chạy xe, tinh thần chú cũng khác, chú cũng sẽ khỏe hơn, chú cũng sẽ được vận động càng nhiều hơn nữa, thì con tin rằng lúc đó chú lại ổn định trở lại và anh cũng sẽ an tâm hơn nữa. Khi chú đi làm ấy, thì anh ở nhà một mình hả chú? Nó mình nó nằm ở cái tivi rồi. Thế chẳng hạn như sáng chú chạy thì trưa chú lại về cho anh ăn, xong chiều chú lại chạy tiếp. Ngày xưa lúc chú còn đi xe được ấy, chú có hay đưa anh đi đâu không? Không, nó đâu đi được đâu đưa. Dạ, con thấy có cái xe. Có xe lăn rồi, nó nói má đi nhà thờ. À, đi nhà thờ. Bình thường chú ở đây thì có ai qua hỏi thăm chú không? Có chứ. Dạ. Thì ngoài cái anh mà ở Bình Dương á, đó cháu gái. Cháu ở đây ạ? Cháu ở Sài Gòn luôn hả chú? Nó ở Bình Dương. À, cũng Bình Dương. Nó sáng nào cũng xuống này nấu nướng xong nó về. À, là chỉ có mỗi cô cháu đó thôi. Thì ngoài cô cháu ra còn có hàng xóm hay là ai, bạn bè, chú có bạn bè nào ở đây không? Ôi, bạn vô tình, bạn gì. Dạ. Có tiền á thì bu nhau bạn bè, rồi hết tiền rồi né xa hết.
đời đã vậy thôi. Chú bây giờ là 65 tuổi. Kể ra thì bảo là lớn tuổi thì cũng không phải đâu, nhưng mà mình cũng không nói trước điều gì. Nhưng mà chỉ mong rằng mình được ngày nào thì cái sức khỏe của mình tốt ngày đó thì mình vui ngày đó và lo cho anh ngày đó. Vì mình, con biết là chú cũng không có, mình cũng không mong muốn gì nhiều xa vời, nhưng mà cái quan trọng nhất thực tế hiện tại cuộc sống của mình là chỉ cần có sức khỏe phải chăm lo cho anh thôi. Thì con cũng muốn hỏi chú là cái, chú có một cái nguyện vọng nào đó không, trong tương lai gần hoặc tương lai xa? Bây giờ gần xa gì hết, nguyện vọng của chú là cho chú hết bệnh, chú khỏe mạnh, đi đứng ngon lành, lo cho con chú thôi. Chứ không có ngoài ra không có gì nữa. Thật ra con cũng đã biết hoàn cảnh của chú rồi, cũng tìm hiểu được hoàn cảnh của chú cũng bao nhiêu năm trời như thế, thì hôm nay qua đây con cũng muốn biết rõ hơn hoàn cảnh thực tại của chú bây giờ sống như thế nào. Biết chú có chạy xe ôm, nhưng mà thật ra cái nghề xe ôm bây giờ chú là chạy xe ôm truyền thống đúng không ạ? Giờ chạy truyền thống thua. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ truyền thống, đặc biệt là những người lớn tuổi mà chạy xe ôm lâu năm với chú á, thì lại không có chạy xe ôm công nghệ được, mà lại chạy xe ôm truyền thống thì phải cạnh tranh nên cũng rất là khó khăn. Đặc biệt bây giờ chú lại còn bệnh tật nữa, nên khi khả năng mình lao động nó rất là thấp, nên là cũng rất là khó khăn. Thì con cũng chỉ mong là sao chú bây giờ, quan trọng nhất là cái sức khỏe, bởi vì chú còn anh nữa, nên chú phải có. Bây giờ chú chỉ chú mong muốn chú khỏe mạnh để nuôi nó thôi. Coi như là bây giờ chú chỉ không có mong muốn gì hết, rồi cha con mạnh khỏe để con chú chạy xe lại thôi. Chứ chú không có mong muốn gì hết. Không? Dạ. Anh nghe em nói anh có hiểu không? Nghe cũng hiểu. Dạ. Nhưng mà anh cũng có tương tác lại được. Cái bệnh của anh ấy thì có, chẳng hạn như có khi nào mà kiểu bị phát bệnh hay bị sao mà khó khăn không chú? Này. Anh ấy. Không. Hồi đó giờ nó có bệnh gì? Dạ, là anh cứ... Nó chỉ bị sốt nhẹ, cái giờ nó uống thuốc cái hết. Dạ. Thì con được biết là cũng nhiều trường hợp cũng bị tương tự như anh, mà đôi khi cũng hay bị thời tiết đó chú. Mình thấy khó chịu xong thì mình thấy trong người nó bức xúc. Không, này không có. Dạ. Này vô tư. Nó ăn xong nằm xuống coi tivi rồi ai nói kệ. Thì con cũng cảm ơn chú vì hôm nay chú cũng đã... Mặc dù biết rất là phiền chú không phải chăm lo cho anh nữa, nhưng mà qua hỏi thăm chú thế này thì cũng hơi phiền chú một chút, mong chú thông cảm nhé. Đấy đâu. Dạ. Các con đến quay, đến hỏi cái gì cũng được. Dạ con, bây giờ cuộc sống của chú chỉ có 2-3 con thôi. Cái khó khăn nhất bây giờ của chú đó là muốn đi làm nhưng mà chưa làm được, chỉ vì mình đang bị bệnh. Hôm nay con cũng tranh thủ một ít thời gian, thì cũng không làm phiền chú nhiều đâu. Thì con qua thì cũng có thấy... về lương thực thì cũng có nhiều người cũng đã đưa đến, thì con cũng thấy an tâm một phần nào thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất, cái lo lắng nhất bây giờ đó là sức khỏe của chú. Thì cũng mong rằng chú, bây giờ con thấy cái tinh thần của chú như này thì con nghĩ rằng chú cũng đã vượt qua một cái giai đoạn của bệnh tật chú rồi. Và chú được ngồi bây giờ và chú cũng cử động được rồi, thì con thấy cũng đó là một cái tín hiệu rất đáng mừng. Thì chú khi nhìn vào đó thì mình thấy nó có hiệu quả chứ, mặc dù nó rất là lâu, nhưng mà con nghĩ chú cứ cố gắng, đừng có nản chí. Cố gắng vì chú, vì sức khỏe của chú và vì anh. Yeah. Cảm ơn con nhiều. Dạ, thì con cũng mong rằng là qua chương trình này thì cũng sẽ có những cái tín hiệu tích cực hơn nữa đến với chú, về cả vật chất lẫn tinh thần. Về cái quan trọng nhất đó vẫn là sức khỏe của chú và tinh thần của chú thôi. Dù gì đi nữa thì mình vẫn phải sống, chú nha. Dạ. Còn anh mà, vì anh thật sự thì anh mặc dù lớn tuổi rồi, nhưng mà cái bệnh tật của anh thì con biết là cái khả năng mà nhận thức của anh á thì cũng rất là hồn nhiên vô tư thôi. Nhưng mà con vào thì anh cũng cười này, con bắt tay anh này, anh cũng gật đầu con này. Con thấy
đó cũng là một cái rất là thiêng liêng mà chú có được trên cuộc đời này. Chú cố gắng nha. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Thì con cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ. Thì con cũng không dám phiền chú nữa. Thì bây giờ chú nghỉ ngơi. Và quan trọng nhất là mong muốn sức khỏe đến với chú, với anh. Cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn chú rất là nhiều. Anh ơi, anh khỏe nha. Anh có một người bố rất là tuyệt vời đó. Rồi, chú nghỉ ngơi nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn chú rất là nhiều. Chú giữ sức khỏe. Dạ. Vừa rồi thì Phan Anh đã nói chuyện với chú Hưng và được biết cái hoàn cảnh của chú thực tại bây giờ thì quả thật rất là khó khăn. Chú gần như là không làm được gì vì bị tai biến. Và tay chân co quắp và không có đi lại được nhiều mà chú không thể nào mà chạy xe được nữa. Cho nên là hoàn cảnh thực tại của chú hàng ngày sống cũng rất là khó khăn. Nhưng mà cũng may thì mọi người cũng đã biết đến chú nhiều và cũng đã có cung cấp một phần lương thực thực phẩm và chú cũng có để qua ngày. Và cũng may là chú có một người cháu ở Bình Dương hàng ngày cũng đến để nấu cơm cho chú vào mỗi ngày. Như thế thì cũng đã phụ chú được một phần nào qua những cái giai đoạn khó khăn này. Và qua hôm nay gặp gỡ chú thì Phan Anh rất mong rằng chú sẽ có sức khỏe trở lại và để chạy xe ôm tiếp, để có những đồng ra đồng vào hàng ngày chăm sóc cho người con của chú. Và cũng mong rằng sau khi chương trình phát lên thì mọi người sẽ xem được hoàn cảnh của chú và mong rằng sẽ có những cái giúp đỡ thiết thực hơn về cả tinh thần lẫn vật chất một phần nào đó đến cho chú để giúp chú vượt qua những giai đoạn khó khăn này. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nghệ sĩ Du Ký. Chương trình Nghệ sĩ Du Ký được phát sóng hàng tuần vào tối thứ năm vào lúc 22:30 trên kênh HTV7. Xin cảm ơn quý vị đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại.